Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 282. Những đức đồng công đoạn này lời dạy của tổ sư. Trích lục từ kinh của Phật dạy. Khi chúng ta nghe những công đoạn này, tự nhiên mình thích niệm Phật hơn, mình sẽ háo hức niệm Phật hơn, hoặc mình lên chánh điện mình tu mình sẽ niệm Phật lớn hơn, hoặc ở nhà mình dụng công tu mình cũng niệm Phật lớn hơn, niệm Phật háo hức hơn, niệm Phật thành tâm hơn, đúng không? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng mà quý vị, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, nên mình thành tâm thành ý mình cố gắng niệm Phật, ha. Niệm Phật lớn tiếng có lợi ích gì? Nghe nè, khi niệm Phật, nếu vọng niệm giấy khởi liên miên, tâm thức tạp loạn không thể chuyên chú, ắt cần phải niệm lớn tiếng để nhiếp tâm. Dùng tai lắng nghe, nghe có thể trừ được vọng niệm. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói rằng niệm Phật lớn tiếng có 10 thứ công đức. Chúng ta đa phần là làm cái gì mà nói phước báo lớn, công đức lớn, nhân duyên lớn, chúng sanh thích. Nhưng quý vị phải nhớ rằng đến một ngày nào mình tu tập, tự nhiên mình sẽ hiểu rằng cái nguyên lý này nè. Thí dụ như quý vị niệm Phật là vì người, vì xây một ngôi chùa là cái lợi ích, cái xác thực là lợi ích chúng sanh được lợi ích. Vì nấu buổi ăn là chúng sanh ăn ngon vui thích. Có nghĩa là cái lợi ích là ngay cái công đức phước duyên lớn là ngay chỗ này nè, là cái làm đó là nghĩ gì người ta được lợi ích nhiều nên duyên phước lớn. Còn công đức là tâm của mình bình đẳng niệm niệm gì người, đó là công đức. Nhớ nghe, niệm Phật lớn tiếng có 10 thứ công đức. Một, có thể trừ bệnh ngủ gật. Thì khi quý vị ngủ hôn trầm thì con người quý vị nó mệt mỏi, quý vị giống như nếu mình mà còn im nữa thì nó im luôn, giống như những người người ta im thì người ta ưa ngủ gật. Ví dụ mình lên mình niệm địa chung đi, A Di Đà Phật, 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 nghĩa là mình háo hức, ví dụ mình là buồn ngủ, A Di Đà Phật, 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 nghĩa là nhờ cái tiếng lớn tiếng này nó làm mình tỉnh lại. Cái tiếng nghe, cái mình niệm ra rồi tiếng lỗ tai mình nghe, nên con người mình nó nhiếp tâm vào chỗ đó nên mình tỉnh được. Và Nam mô A Di Đà Phật, 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 mình ngủ gục mà mình buồn ngủ mà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nếu mà giờ mình ngủ gục vậy mà mình còn im im những đức diễn cho vị thấy đó là mình niệm lớn lên mình đỡ hôn trầm, mình đỡ buồn ngủ đó, chỉ bệnh ngủ gật. Còn nếu mình đi im im thì mình ngủ luôn vậy nè. Nhưng mình tụng kinh thì mình tụng lớn lên thì mình cũng đỡ buồn ngủ. Mình trình chú mình tụng lớn lên thì cũng đỡ buồn ngủ. Còn nếu như mà bản thân mình mà im nó ngủ luôn. Nhưng mà lớn có những lúc bản thân của mình lớn lên cái mình nhẹ nhẹ lại, tại vì nếu lớn hoài có khi mình mệt sao là tụng lâu dài, niệm lâu dài không nổi. Hoặc lễ Phật đi, như đức niệm câu quý vị nghe, câu sáu vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó lớn lên vậy đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đó niệm lên vậy làm gì tỉnh. Mà đồng chúng mà phát âm lên như vậy, như cái ngày Phật đản này, cái buổi sáng cái pháp hội Di Đà này, sẽ có niệm Phật lễ Phật háo hức lên như vậy đó, nó trị bệnh ngủ gật anh nhé, lợi ích rất là lớn đó. Hai, thiên ma kinh sợ. Quý vị biết rằng ma là gì? Ma là sự hung bạo dữ dằn xấu ác, muốn hại người, muốn ích kỷ, chỉ biết mình không biết ai. Rồi thí dụ như muốn chù dập, muốn hại người khác, muốn hạ bệ người ta để lợi ích cho mình, đó là ma. Ma là như vậy đó. Vì phải hiểu cái danh từ của chữ ma. Ma
Có khi là cái hình thức mà mình thấy. Ma là con người, mà con người này chỉ biết mình không biết ai cả, chỉ biết lợi mình không biết lợi ai cả. Đó. Nên quý vị biết rằng tại sao một con người xấu ác họ nghe cái thiện họ ghét lắm, họ nghe cái tốt họ ghét lắm, họ thích đấu đá tranh giành, họ thích là phải làm cho người ta phải hơn thua nhau, họ thích đem chuyện này người đẩy chuyện người khác để cho người khác phải đấu đá nhau, họ trục lợi được một chút vật chất gọi là ma. Nên từ nơi đó mà tiếng niệm Phật đồ này kia, có những người vì họ không bao giờ nghe được tiếng niệm Phật, họ nghe tiếng niệm Phật một là họ sợ, họ ngủ không được, họ nhức đầu, họ căng thẳng thần kinh, họ kêu mình tắt đi. Có những người người ta cài niệm Phật nhặt giờ, họ nghe họ cũng chửi người ta, đó là ma. Ma là như vậy. Quý vị lý giải chỗ này là xác thực nhất, cái đó là tâm ma của mình. Đúng không? Còn có những loại tâm sợ hãi về cái hình tướng của ma, tự nhiên tâm nghĩ sự thành. Còn quý vị coi từ xưa tới nay, quý vị coi có con ma nào bóp họng người ta, hay là làm người ta mang tay bỏ gì đâu, hay là gạt tiền gạt bạc ta đâu, hoặc là khiêu khích người ta. Có con ma nào quý vị nghe nó khiêu khích không? Khiêu khích người ta đầu này khiêu khích đầu kia không? Không có. Hoặc châm chích người ta đầu này đầu nọ, hạ bệ người ta có không? Không. Nhưng mà là con người nên gọi là thiên ma kinh sợ, là có người tâm địa xấu ác, họ sẽ không nghe được tiếng niệm Phật, họ sẽ cảm thấy nặng nề, nhức đầu, bản tâm lo âu khó chịu, đó là sợ đó quý vị. Nên quý vị mà nghe được có Phật hiệu, nghe được có Phật hiệu, nên có một cái gia đình này mỗi sáng họ dụng công họ tu, họ niệm Phật, lễ Phật. Cái gia đình kế bên không chịu nghe, vậy mà nghe giết chuyển hóa luôn quý vị. Tuy ban đầu là sợ mà nghe giết chuyển cái tâm sợ hãi thành an tâm. Giống như chùa mình nè, ngay chùa mình phía trước này có một cái chạm gác dân quân gì đó. Mấy anh lính vậy mà ta nghe niệm Phật bên chùa mình vang vang qua, không bao giờ nói một tiếng, không bao giờ nói một tiếng gì. Mà bữa nào có khi mà máy niệm Phật bị hư gì, người ta còn hỏi ủa mấy thầy lúc này sao máy niệm Phật nó không niệm nữa thầy. Thầy thấy không, người ta nghe chứ người ta quen, tự nhiên người ta thành thiện căn. Nên tiếng niệm Phật thiên ma kinh sợ. Chúng những đức giải thích cho quý vị xác thực, chứ những đức không nói chuyện thiên ma là ở đâu. Còn cảnh giới thiên ma là cũng từ tâm con người xấu ác mà nhập cảnh nhập duyên vào cái việc của cảnh giới ma đạo vậy thôi. Còn chúng ta niệm Phật thiên ma kinh sợ, tránh xa ra. Ba tiếng biến khắp mười phương, một câu Phật hiệu quý vị niệm lên biến khắp mười phương khắp pháp giới, đây gọi là thiện tâm. Nên gọi là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Thì quý vị thấy cái công đức niệm Phật chưa? Còn nếu như cái tâm địa ác xấu ác hại người, quý vị châm chích nói lời thị phi này kia, cũng là biến khắp mười phương, nhưng quý vị tạo tội nghiệp với chúng sanh mười phương khắp pháp giới, đây gọi là ô nhiễm cảnh giới chúng sanh, làm cho kiếp nạn chúng sanh khổ đau thêm. Nên một tâm địa ác cực kỳ khổ, gọi là một tâm địa ác vạn ác, một tâm niệm thiện vạn thiện, niệm Phật là vạn thiện, niệm ác là vạn ác. Vì chọn đi tỷ vị. Bốn, dứt khổ trong ba đường ác. Quý vị coi cái ác của chúng ta mà chiêu cảm đi đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà câu Phật hiệu này lượng khắp mười phương khắp pháp giới, lượng vào cảnh giới ba đường ác. Nên một cái pháp hội mà bao nhiêu con người, mấy chục ngàn con người mà tu tập niệm Phật, quý vị coi chúng sanh sẽ giảm bớt kiếp nạn cỡ nào. Cầu nguyện chúng sanh bớt nóng, bớt khổ đau, cảnh giới địa ngục nóng, cảnh giới của ngạ quỷ đói khát, cảnh giới của chúng sanh ngu si. Mà cái câu Phật hiệu là vô lượng trí, vô lượng lực, vô lượng mát mẻ, vô lượng trí tuệ, thì giảm bớt những khổ đau đó. Nên câu Phật hiệu của pháp hội tu mà ngay ngày Phật đản mà buổi sáng một cái pháp hội cùng kết hợp để tu tập một pháp hội Di Đà, cầu nguyện cho kiếp nạn nhân sinh quá giải đi và chúng sanh khổ đau giảm tối đa, ba đường ác dừng khổ. Đây tiếng biến khắp mười phương, bốn dứt khổ trong ba đường ác. Vì thấy cái công đức niệm Phật chưa? Quá thù thắng.
5. Âm thanh bên ngoài không lọt vào tai. Vì khi mình niệm Phật lớn lên thì từ lỗ tai mình nghe âm thanh bên ngoài, vị vị có nghe cũng mặc kệ, vì cái lỗ tai vị là nghe có Phật hiệu, nên gọi là miệng niệm tai nghe là cái quan trọng. Khi vị đang niệm Phật vì cái tiếng bên ngoài xe chạy, nhạc âm thanh này kia vang vào, vị mặc kệ, nghĩa là quý vị không lọt vào là gì, quý vị nghe mặc kệ, vì cứ nghe có Phật hiệu thì tự nhiên nó không bị ảnh hưởng vào. Vì có Phật hiệu niệm hay không, cực kỳ hay luôn. Và cái tiếng âm thanh mà hơn thua đấu đá tranh giành rồi châm chích chửi mắng mình, quý vị sẽ không bao giờ đem để vào lỗ tai, dù có nghe đi chăng nữa không phiền não. Đó là cái hay, chính bản thân như tôi cảm nhận được điều này. Nếu không niệm Phật thì dù có những người ta khôn, người ta không nói, nhưng người ta sẽ tìm cách khác, từ cách khác để mà hại lại, đây vẫn là tâm địa ác. Còn nếu như quý vị đã là người niệm Phật, quý vị sẽ không có cái tâm ác hại họ. Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật để mong cầu nguyện cho họ chuyển tâm, đó là điều tốt. 6. Tâm chẳng tán loạn. Vì cái tâm quý vị đặt vào có Phật hiểu đó. Tán loạn là nghĩ lu bu, nghĩ lộn xộn, nghĩ tứ tung lang thang, chuyện chưa đến cũng nghĩ. Nên có cái câu bài kệ như Đức từng đọc là: vị vãng qua rồi chớ vãng vương, tương lai chưa đến chớ lo lường, hiện tại tâm bình thì là đạo. Niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Nên vì niệm Phật sẽ kiết tường. Còn không niệm Phật thì tâm lo trước, lo sau, lo được, lo mắc, lo đủ chuyện, gọi là tán loạn. Mà đem cái tâm tán loạn đó trụ vào câu Phật hiệu thì an định tâm. Nên gọi là tâm chẳng tán loạn. Niệm Phật tâm chẳng tán loạn, giúp cho mình bình an, tích tụ nguồn năng lượng, an vui, vui vẻ, an lạc. Vì có một câu Phật hiệu hay chưa? Tại sao không niệm? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, cố gắng niệm Phật. 7. Tinh tấn dũng mãnh. Có nghĩa là càng niệm Phật lớn tiếng lên, dũng mãnh, dũng mãnh, dũng mãnh, vượt qua mọi khó khăn, tiến thẳng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dũng mãnh tinh tấn. Dũng mãnh là mạnh mẽ trước sự khó khăn, không lùi bước, trước cái bị người ta gầy la chửi mắng không bao giờ buồn phiền, luôn luôn tiến về giải thoát. Dũng mãnh tinh tấn mà quý vị câu Phật hiệu phải gầy dựng và phải cố gắng niệm, cái quan trọng. 8. Chư Phật quan hỷ. Quý vị là người sanh trong thời mạt pháp này, bao nhiêu con người hơn thua đấu đá, bao nhiêu con người vì vật chất mà tạo tội nghiệp trước. Quý vị là người đi đến chùa để tu tập thứ bảy chủ nhật, rồi pháp hội Phật đản tập trung về tu tập niệm Phật hướng về giải thoát, rồi đem Phật pháp mỗi ngày giới thiệu, tuy trong cái cõi trượt ác khổ đau, rồi có người chạy theo cái xã hội văn minh, chạy theo vật chất, mà mình mỗi ngày chịu niệm Phật, chịu khó chịu khổ niệm Phật lễ Phật, trong khi người ta lang thang đi đầu này đầu kia, chứ người ta không chịu ngồi niệm Phật lễ Phật, mình chịu ngồi niệm Phật lễ Phật lại Quan Âm. Nên chư Phật quan hỷ, chư Phật tán thán, mà được chư Phật tán thán, chư Phật quan hỷ thì duyên phước bị tăng lên rất lớn. Nên niệm có Phật hiệu này duyên phước tăng rất lớn, vì chư Phật quan hỷ, chư Phật tán thán. Thì nghe tự nhiên lòng mình hưng khởi, thích niệm Phật, thích đi đâu cũng đem máy niệm Phật, đi đâu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, việc thuận việc nghịch gì A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quan trọng. 8. Chư Phật quan hỷ. 9. Tam muội hiện tiền. Tam muội là chánh định, còn gọi là thiện, còn gọi là nghĩ thiện, nghĩ những điều chân chánh, những nghĩ những điều tốt đẹp. Dù người ta có cái tâm hại mình, tâm chửi mắng mình vẫn luôn luôn là niệm Phật, nghĩ những điều lợi ích cho người ta. Như bây giờ bản thân những đức thường chia sẻ, nói những việc mà thị phi của người ta, những đức điều mong người ta có thể nghe, dù người ta có thể chửi mình tiếp tục, mình vẫn nói những điều đó, mong người ta có một ngày nào người ta có thể quay đầu. Nếu không ai nói thì người ta cứ nghĩ việc đó là đặc biệt, cứ lao theo. Còn giờ mình nói gì người ta vẫn chửi mình, vẫn chửi mình, mình vẫn nói thiện cho người ta, mong người ta một ngày nào lỡ người ta gặp sự cố gì, người ta còn có cơ hội quay đầu. Hoặc là khi cuối đời người ta lỡ bị sự cố gì, hoặc là người ta bị ung thư hay bị bệnh gì trong cuộc đời, thì Phật nói sanh già bệnh chết mà mình đâu có chù người ta. Nhưng mà lỡ người ta bị gì, người ta nhớ lại bản thân người ta bây giờ còn sống, còn cơ hội niệm Phật để quay đầu. Con tạo tội nghiệp nặng như vậy, con chửi mắng thầy như vậy, bây giờ con quay đầu con niệm Phật được giảng sanh hay không thầy? Được. Chỉ cần chân thật quay đầu niệm Phật, Phật không bỏ chúng ta. Tâm từ bi của người học Phật không bỏ mình đâu. Cố gắng niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Tam muội hiện tiền là nghĩ thiện đó quý vị. 10. Vãng sanh tịnh độ. Đây là cái gì kết thúc của cuộc đời quá tuyệt vời, kết thúc của cuộc đời quá đặc biệt. Nên đây này, chữ tam muội còn gọi là tam ma đề hoặc tam ma địa, Trung Hoa dịch là chánh định. Chánh là sự chân chánh, hướng đến chân chánh,
Chứ định này là chúng ta không bị chằng cảnh buộc ràng lôi kéo. Làm việc nào là định, chánh là chân chánh. Luôn luôn nghĩ những điều chân chánh, nghĩ những điều tốt đẹp, không bị ai dao động tâm, xui khiến mình làm những điều sai quấy, gọi là chánh định. Tức là lìa các tà niệm, tâm trụ một chỗ không có tà niệm. Đó là niệm Phật. Niệm Phật là tâm định một chỗ hay nhất, đặc biệt nhất. Nên 10 công đức niệm Phật lớn tiếng quý vị nghe rất là hay. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.